về với trận đấu chung kết. Xin chào mọi người và bóng đá Misa. Như đã được tính toán rất kỹ bởi Thế Linh. Và là Thế Linh. Vào! 1-0 dành cho Hoàng Ngãi và đó là pha phú thứ. Một pha che bóng quá khó chịu của Thế Linh. Và đã khiến cho ca thủ áo vàng bất ngờ và không kịp trở tay. Pha phú thứ là người đã đánh đầu rất can thành và khiến cho Phú Bắc bị đánh bại hoàn toàn. 1-0 dành cho Dê Nhiều Hoàng Ngãi. Tiếp tục sẽ là quả đá phạt góc dành cho Dê Nhiều Hoàng Ngãi và vẫn là Thế Linh. Rất nguy hiểm. Như vậy đó là bàn thắng đội lưới nhà của Quang Tuấn và tỷ số là 2-0. Lưới của Misa đã rung lên thứ hai trong hiệp 1. Quá đáng tiếc dành cho Misa trong hiệp 1 này. Trong một tình huống phòng ngự và Quang Tuấn đã phá bóng trượt và khiến cho bóng đi thẳng vào lưới của Misa. Họ đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cơ hòa và lại nhập bàn thủ thứ hai trong hiệp 1 này. Misa đang trải qua khó khăn, nhưng lúc này là điều họ đang cần phải nỗ lực để vượt qua những khó khăn đó, những thử thách đó. Đó để tổ đối phương có được bàn thắng thứ hai trong hiệp 1 này. Và đây khiến cho họ khó khăn hơn nữa về kết quả. Hồng Quang. Bóng đá chạm trúng ngực của Ngọc Luận. Có lẽ như bên phía ca thủ trên trong gái họ cho rằng bóng đá chạm tay của Ngọc Luận. Như vậy sau khi theo dõi lại công đề ba thì trọng tài xác định không có lỗi chạm tay của Ngọc Luận. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với trận đấu chung kết. Không được. Đường mất bóng của Trần Lập. Vào! 3-0. 3-0 dành cho Dân Châu Hoàng Hải. Có lẽ như dấu chấm hết dành cho Misa trong trận đấu chung kết rồi. Vì quá nồn nóng ở trong hiệp 2 này và không thể tạo ra những tuyến phạm với nhau. Họ chơi với sự bộc phát là nhiều hơn. Quá đáng tiếc. Misa lại một lần nữa tuột mắt cơ hội của mình để có được vị trí cao nhất ở trận chơi này. Hồng Quang. Căng ngang. Quá đơn giản. Đó là pha ghi bàn của Bảo Kỳ. Trận đấu chung kết đã khép lại với tỷ số 4-0 dành cho Trần Hoàng Ngãi trước Mono Pisa. Công bằng mà nói thì Hoàng Ngãi vẫn xứng đáng có được vô địch. Họ đã chơi hay, họ đã có bàn thắng và tung tốc độ pháp tốt. Họ đã chắc chịu còi của mình trong trận đấu này và khiến cho Misa lần thứ 3 không thể có được chức vô địch và nâng cao chức cúp ở sân chơi Lao Thướng. Họ đã 3 lần cơ bản trở lại chung kết rồi, nhưng duyên phận đúng là như vậy. Số phận của Misa vẫn chưa thể nâng cúp. Một lần nữa xin mời tập thể Dân Châu Hoàng Hải, chúng ta cùng bước lên để chuẩn bị nhận cúp. Đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ mùa giải hôm nay của họ nữa. Lần thứ hai mà Dân Châu Hoàng Hải đã lên ngôi ở sân chơi này. Một tập thể thi đấu gắn kết, quyết tâm và họ đã có được thành quả xứng đáng sau hơn 2 tháng chạy tài. Giờ đây họ đã chạm đến đỉnh vinh quang, họ đã có được những gì mà mình đã mong muốn ở mùa giải năm nay. Mùa giải năm 21 thì họ đã bị loại ở vòng playoff trước Misa. Và mùa giải này thì họ đã đòi lại món nợ trong trận đấu chung kết. Vâng, chúng ta đang chứng kiến những hình rất đẹp thứ bảng. Một lần nữa xin mời bà Chu Thị Thu Cúc, giám đốc Sơn Nhòa Lai, chào chiếc cúp vô địch dành cho nhà đương kim vô địch chúng ta.